Đây là máng tự động cho gà nhá, vừa uống gà vừa uống hết là vừa xả nước nhá. Đây là vòi xả nước bẩn nhá. Đây là vòi xả nước sạch ra nhá, uống nhá. Đây. Ống này dẫn lên đây, két nước trên kia. Đây. Rất dễ đơn giản, lắp vào ống 21 là được. Đây là khóa. Sau khi vệ sinh nước hoặc là sửa lại đường ống, sửa lại cái máng nước sạch. Đây là vòi xả nước bẩn nhá. Ok chưa? Dây thép này căng trên là gà không nhảy vào máng nhá.